Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 16 tháng 10 năm 2023, mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội NH Smart City, chủ đầu tư dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đã tăng vốn điều lệ lên 14.260 tỷ đồng, gấp 4 lần vốn điều lệ trước đó. So với vốn điều lệ của các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên sàn, vốn điều lệ của công ty chỉ kém Công ty Cổ phần Finhomes gần 43.544 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland 19.501 tỷ đồng, vượt qua BKMS IDC 10.350 tỷ đồng, nhà Khang Điền 7.993 tỷ đồng. NH Smart City là liên doanh giữa tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Sau khi hoàn thành tăng vốn, tập đoàn Sumitomo vẫn nắm giữ 50% vốn điều lệ, tương ứng 7.130 tỷ đồng. Đại diện pháp luật của công ty hiện nay là ông Eita Fushikawa, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, và bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập đoàn BRG. Ông Eita Fushikawa hiện đang nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của NH Smart City, còn bà Nga là tổng giám đốc công ty này. Việc tăng vốn cho thấy sự chuẩn bị của doanh nghiệp để xây dựng dự án giai đoạn đầu tiên. Dự kiến dự án xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công tháp trung tâm tài chính Phương Trạch Tower vào ngày 10 tháng 11. Dự án thành phố thông minh nằm ngay chân cầu Nhật Tân, trên trục phát triển Nhật Tân Nội Bài của thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn huyện Đông Anh, có tổng diện tích 272 ha, số vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 2018, BRG và Sumitomo đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong hội nghị đầu tư tại Hà Nội. Đến tháng 10 năm 2019, nhà đầu tư đã tổ chức để động thổ dự án. Tuy nhiên, dự án sau đó chưa triển khai thêm vì phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Đến tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài đoạn 3, khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại huyện Đông Anh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Theo giới thiệu trên website của BRG, thành phố thông minh Bắc Hà Nội được đánh giá là một bệ phóng cho việc phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tháp Phương Trạch Tower khởi công ngày 10 tháng 11 là công trình điểm nhấn của dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội với chiều cao 108 tầng và dự kiến sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Một trong hai chủ đầu tư của dự án, BRG Group, được sáng lập bởi bà Nguyễn Thị Nga từ năm 1993, khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến hiện nay, tập đoàn BRG đang cung cấp những sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực bao gồm khách sạn, vui chơi giải trí, bán lẻ, sản xuất và thương mại dịch vụ, bất động sản, tài chính, sân golf. BRG được biết đến là một doanh nghiệp sở hữu các khách sạn, dự án bất động sản nằm trong những vị trí đắc địa tại Hà Nội. Từ 2009 đến 2012, BRG đã âm thầm mua lại Hilton Hà Nội Opera, một khách sạn có vị trí và ngay cạnh nhà hát lớn và gần Hồ Hoàn Kiếm. Năm 2013, BRG thông qua công ty con Ngân Anh khai trương khách sạn mang thương hiệu Hilton thứ hai là Hilton Garden in Hà Nội, tọa lạc trên đường Phan Chu Trinh. BRG cũng đã hoàn tất thâu tóm Intimes Việt Nam. Intimes được cho là đang quản lý quỹ đất lớn với tổng số trên 2,5 triệu mét vuông đất, chủ yếu là nhà xưởng, thương mại, văn phòng và siêu thị khắp cả nước, cũng như đang sở hữu tới trên 45,5% tại công ty địa ốc Hoàng Đức Long Khánh. Đáng chú ý, Intimes còn là chủ đầu tư dự án khách sạn 6 sao Four Seasons tại khu đất vàng 22-32 Lê Thái Tổ. BRG còn đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần của một số công ty khác như Công ty trách nhiệm hữu hạn Thung Lũng Vua, công ty con của BRG và Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngân Anh là cổ đông lớn, đều nắm hơn 27% của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thăng Long CTC, góp vốn vào liên doanh đầu tư khách sạn Intercontinental Westclass Hà Nội, khu căn hộ cho thuê Ban Horizon Executive Residence, dự án Times Square. Trong mảng sân golf, tập đoàn đang sở hữu nhiều sân golf đẳng cấp thế giới với những phong cách thiết kế độc đáo, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm như sân golf Kings Island Golf Resort, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, sân golf Đồ Sơn Seaside Golf Resort, Đồ Sơn, Hải Phòng, sân golf Legend Hill Golf Resort, Sóc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga cũng đang là phó chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, SeaBank, mã SSB, sở hữu hơn 72,1 triệu cổ phiếu SSB. Còn tập đoàn Sumitomo là một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư lớn nhất Nhật Bản. Đến nay, tập đoàn Sumitomo có mặt tại 66 quốc gia, với hơn 78.000 nhân viên trên toàn cầu. Tổng tài sản của tập đoàn lên tới 73,7 tỷ đô la Mỹ, vốn chủ sở hữu 28,4 tỷ đô la Mỹ, thu nhập ròng 4,2 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam,
tập đoàn đã đầu tư, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm các khu công nghiệp, đường sắt đô thị, các nhà máy điện, các dự án sân bay, logistics, bất động sản. Sumitomo ghi dấu tại loạt dự án lớn như khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội, khu công nghiệp Thăng Long 2 Hưng Yên, tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành Suối Tiên, tổng thầu xây dựng các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 22. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cuối năm 2021, SMBC đã hoàn tất thương vụ 1,4 tỷ đô la Mỹ mua 49% vốn FE Credit từ VB Bank. Ngoài các thương vụ kể trên, Sumitomo cũng đầu tư vào mảng bảo hiểm của Việt Nam thông qua thương vụ đầu tư và M&A giữa Sumitomo và tập đoàn tài chính Bảo hiểm Bảo Việt. Hiện, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Sumitomo Life tại Bảo Việt lên tới 22,09%, là cổ đông tổ chức lớn thứ hai của Bảo Việt chỉ sau Bộ Tài chính. Ngoài dự án BRG Smart City, Sumitomo còn cùng với BRG ký kết hợp đồng liên doanh nhằm phát triển toàn diện chuỗi siêu thị Fujimart tại thị trường Việt Nam. Sau thông tin khởi công tháp tài chính 108 tầng vào ngày 10 tháng 11, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, toàn bộ siêu dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội của liên doanh tập đoàn PRG và Sumitomo sẽ chính thức công bố triển khai và khởi công vào ngày 11 tháng 11 tới. Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội có quy mô gần 300 hecta, tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ đô la Mỹ do liên doanh tập đoàn PRG và Sumitomo, một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, làm chủ đầu tư. Tháng 6 năm 2018, liên doanh này đã được chính thức cấp giấy chứng nhận đầu tư trong hội nghị đầu tư tại Hà Nội. Đến tháng 10 năm 2019, dự án đã được động thổ. Đến tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài, đoạn 3, khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2, huyện Đông Anh. Tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa, kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố thông minh Bắc Hà Nội, được đánh giá là một bệ phóng cho việc phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thông hàng hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo giới thiệu của tập đoàn BRG, thành phố thông minh là nơi người dân thủ đô có thể tận hưởng những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất thế giới với 6 tính năng thông minh gồm năng lượng, giao thông, quản trị, học tập, đời sống và kinh tế thông minh. Sinh sống và làm việc tại thành phố thông minh, người dân sẽ được hưởng tối đa lợi ích lan tỏa từ việc phát triển đồng bộ, cơ sở hạ tầng hiện đại, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Dự án sẽ áp dụng hàng loạt các công nghệ của tương lai vào thực tế như quản trị năng lượng thông minh, lưu thông thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh, kinh tế thông minh. Điểm nhấn của siêu dự án này là tháp tài chính cao khoảng 108 tầng, dự kiến trở thành trung tâm tài chính lớn nhất Việt Nam, khu vực Đông Nam Á. Mới đây, trong buổi làm việc với ông Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện về thủ tục để nhanh tiến độ triển khai. Và Tuyến cũng cho biết thêm, dự kiến dự án xây dựng thành phố thông minh phía Bắc thành phố sẽ khởi công tháp trung tâm tài chính vào ngày 10 tháng 11 tới. Cùng với tòa tháp tài chính, dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội cũng sẽ có tổ hợp chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và shop house thương mại hiện đại. Được biết, tập đoàn BRG được sáng lập bởi Madam Nguyễn Thị Nga từ năm 1993, khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau gần 3 thập kỷ, tập đoàn BRG hiện tạo ra một hệ sinh thái đa ngành nghề. Tập đoàn BRG hiện đang cung cấp những sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, gold, bất động sản, khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại bán lẻ và sản xuất công nông nghiệp công nghệ cao đến với khách hàng trong nước và quốc tế. Còn về Sumitomo Corporation, tập đoàn này được thành lập vào năm 1919, là một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư lớn nhất của Nhật Bản, hoạt động kinh doanh đa ngành. Hiện nay, vốn chủ sở hữu của tập đoàn Sumitomo là 26,6 tỷ đô la Mỹ. Số lượng các công ty con và công ty liên kết là 883 đơn vị với tổng số nhân viên trên 75.000 người. Tập đoàn đang trực tiếp quản lý 9 khu công nghiệp trên 6 quốc gia, phân phối 4 khu công nghiệp tại các quốc gia lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, tập đoàn đã thành lập khu công nghiệp Thăng Long từ năm 1997 và hiện có khu công nghiệp Thăng Long 2 tại tỉnh Hưng Yên, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tại tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô trên 1.012 hectare và tổng vốn đầu tư 404,1 triệu đô la Mỹ. Ngoài lĩnh vực bất động sản, Sumitomo còn tham gia lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam. Hồi tháng 3 năm 2023, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đơn vị thành viên thuộc Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) của Nhật Bản, trở thành cổ đông chiến lược của VB Bank, đánh dấu thương vụ M&A lớn nhất ngành ngân hàng. Sumitomo còn được biết đến với vai trò tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh,
đóng thầu EPC, dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Thời gian tới, Cà phê Len TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Len TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.